Chào các bạn, mình là Andener. Hôm nay mình sẽ ra mắt một series mà giới thiệu về lập trình PHP. Thì đối với ngôn ngữ PHP thì có rất nhiều tài liệu ở trên mạng cũng là rất nhiều người đã hướng dẫn rồi. Nhưng mình vẫn muốn hướng dẫn lại một cách cụ thể và một cách rõ ràng hơn về PHP để cho các bạn có thể tiếp cận tốt hơn với ngôn ngữ lập trình này. Thì mình đã gặp rất nhiều bạn mà hỏi mình là cái này này làm kia, nhưng mà em thực sự không hiểu rõ lắm. Thì trong cái series này mình sẽ cố gắng giải thích rõ cho các bạn hiểu về những cái vấn đề mà mình thấy là nhiều tài liệu vẫn chưa đáp ứng được. Mình sẽ không đi sâu về cái vấn đề lý thuyết, nghĩa là ví dụ như kiểu này PHP là gì, thì nếu bạn search như thế thì bạn có thể search rất nhiều trên mạng về PHP, thì Wiki đây cũng giới thiệu luôn cha đẻ rồi mẹ đẻ rồi sinh ra ở Mỹ ở Việt Nam rồi nọ kia, con cái họ hàng huyết thống như nào, những cái đấy mình không quan tâm và mình thấy nó không thực tế nên mình sẽ không đi vào như thế. Và sau 7 8 năm ấy mình cũng có biết lịch sử cái này đâu, ông ấy ở đâu hay là cha đẻ như nào hay bố bỏ hay mẹ bỏ gì không. Cái đấy mình không quan tâm và mình sẽ đi vào cụ thể là ngôn ngữ PHP này thì nó hoạt động như nào và nó sẽ giao tiếp như nào và nó sẽ xử lý vấn đề như nào. Thì ở đây PHP là ngôn ngữ lập trình server. Tức là nó phải được biên dịch trên máy chủ và sau đó trả lại cho phía client. Thì nói thế thì các bạn hơi khó hiểu, mình sẽ minh họa luôn cho các bạn xem. Ngôn ngữ thì có ngôn ngữ phía server và ngôn ngữ phía client. Phía server ví dụ như là PHP chẳng hạn đấy, còn phía client là JavaScript này, HTML, CSS ví dụ thế. Thì đối với những ngôn ngữ mà có thể chạy trực tiếp trên trình duyệt ở đây thì bao gồm 3 trình duyệt mà mình có thể nói qua, là ví dụ như Chrome này, Firefox này, Internet Browser này, là những trình duyệt phổ biến. Còn những trình duyệt khác nữa mà mình không biết hoặc là mình không muốn giới thiệu hoặc là không quan tâm lắm thì thôi kệ nó nhé. Đấy. Thì ví dụ như là cái file file index.html này. Đấy, .html mình viết đây. Thì là file này mình có viết một đoạn mã HTML đơn giản thôi, là link đến trang bóng đá plus với cụm text là test to bóng đá plus to. Thì ở cái file này bạn có thể chạy trực tiếp ở trên browser luôn. Đây mình chạy thử cho các bạn xem. Bạn chỉ cần vứt file lên là nó sẽ chạy. Đấy, thì bạn sẽ nhìn thấy là test to bóng đá plus to. Thì cái này bạn click một cái là nó sẽ sang trang bóng đá plus đó. Thì bình thường là web HTML thì chạy nó đơn giản như vậy thôi. Nhưng đối với ngôn ngữ PHP thì ví dụ như bạn cũng viết một cái tương tự đi. Đó, tôi viết sẵn rồi. Thì là cũng link đến trang bóng đá plus và cụm text là test to bóng đá plus. Thì ở đây tôi viết bằng ngôn ngữ PHP cho nên nếu mà tôi chạy trực tiếp ở trên trình duyệt như này. Đó, thì nó sẽ không có cái giao diện như file HTML này và không click được. Đó, thì nó chỉ là hiển thị dạng ngôn ngữ ra như này nhưng mà người dùng thì người ta chả hiểu cái gì ở chỗ này cả. Đó, thì đối với ngôn ngữ PHP thì khi bạn viết file PHP này bạn bắt buộc phải chạy qua một máy chủ biên dịch. Máy chủ này sẽ làm nhiệm vụ dịch từ cái mã này này mà chuyển sang cái mã hiển thị được như này. Đó là mã HTML nhá. Ví dụ tôi sẽ cho các bạn xem cái file này đi. Tôi copy vào hệ thống của tôi. Ok, tôi copy vào trong, tôi đổi đổi tên đấy nhá. Đổi tên cho đỡ trùng, test PHP này. Thì tôi copy vào trong hệ thống của tôi. Cái hệ thống này thì tôi đã build rồi thì chỉ việc dùng thôi. Cái này tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong các bài sau. Thì đây tôi dùng máy chủ biên dịch là hệ thống WAM, cái ứng dụng WAM thì chạy trực tiếp trên Windows luôn và nó sẽ chạy trên máy tính của mình mà không cần internet cũng được. Thì đây ví dụ tôi sẽ chạy cái file mà tôi vừa mới đưa vào trong hệ thống đây. Đó, thì tôi chạy file này thử xem cho các bạn xem nhá. Cái đường dẫn và các thứ này thì tôi sẽ chỉ các bạn trong bài tiếp theo. Đây tôi đã cài rồi, tôi chạy thử luôn. Đó, thì nó ra file là test.php này và đường dẫn và cái nó hiển thị ra là test to bóng đá plus đây. Đó, cái file này đây, chính là cái file mà tôi vừa đưa vào đây. Nên tôi chạy lên đây cho các bạn nhìn kỹ lại lần nữa. Đấy nhá, nó từ ngôn ngữ PHP tôi viết đây mà cuối cùng nó biên dịch ra đây trình duyệt đọc được. Đó, trình duyệt đọc được thì thực ra nó đọc cái ngôn ngữ gì?
nó đọc lại đọc dạng HTML này. Như vậy là trình duyệt thì chỉ giải quyết các cái ngôn ngữ mà chạy phía client là HTML, JavaScript, CSS thôi. Còn nếu tôi muốn viết PHP thì tôi lại phải dùng máy chủ tôi biên dịch. Đó, cái localhost, cái warm server của tôi đã giúp tôi biên dịch ra dạng mà HTML này. Đó. Thì tại sao mà người ta phải sinh ra cái vấn đề cái ngôn ngữ PHP này nó phức tạp, nó phải chạy trên server rồi có máy chủ biên dịch nọ kia làm gì? Thì cái này tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu như sau. Bản thân nếu các bạn viết mã HTML như này, đúng không ạ? Mã HTML như cái file này. Bản thân bạn là lập trình viên chẳng hạn, thế đi, thì bạn có thể viết HTML này, bạn có thể đổi rõ ràng cái này thành từ 2 thành 3 chẳng hạn, thế đó, nó đơn giản thôi. Xong bạn chạy lại. Đấy. Đó, nó rất đơn giản, nó sửa ngay. Nhưng vấn đề là khi tôi làm như vậy thì chỉ các kỹ thuật viên, các lập trình viên có thể làm thôi. Chứ nếu người dùng bình thường thì không thể đưa bài lên được. Tôi ví dụ như này, trang vietpress.net chẳng hạn thế. Ở đây các phóng viên thì là những người đi viết bài trên khắp thế giới. Họ không thể cứ viết bài xong lại nhờ kỹ thuật viên đẩy lên như này được. Mà họ ngồi ở bất cứ đâu trên thế giới họ cũng có thể đẩy dữ liệu vào. Thì họ làm như thế nào? Có một trang quản trị. Ví dụ như tôi đây, tôi làm một trang tin rất đơn giản, tôi đăng một trang tin tức này. Đó, tôi có một bài viết là tôi trả giá đắt khi nghĩ cưới cho xong chuyện đấy, một đấy, title cái tiêu đề nó như vậy. Ở đây, tôi trong trang quản trị của tôi thì nó sẽ dẫn rất nhiều bài viết như này. Đó, ví dụ thế. Tôi tìm cái bài viết đấy. Đó. Rồi, tôi tìm được bài viết này rồi, tôi sửa nó. Đấy. Rồi, tôi sửa nó thành cái gì đó. Tôi sửa nó thành khác đi. Đây, tôi load lại cái trang này cho xem. Đấy nhá, tôi phải trả giá đắt khi cưới cho xong chuyện nhá. Đấy, vì lúc nãy tôi chưa load lại nên nó dữ liệu nó chưa mới. Rồi, bây giờ tôi sẽ đổi cái này tiêu đề thành số xong chuyện 3 đi. Đấy, tôi update lại, ok, cái là được. Đó, thì là nó thành xong chuyện 3 rồi đúng không ạ? Thì ở đây, các bạn có thể thấy rằng người dùng có thể hoàn toàn đẩy dữ liệu lên và dữ liệu ngay lập tức thay đổi bên này. Thì cái dữ liệu đấy được lưu ở đâu? Dữ liệu được lưu trong cơ sở dữ liệu chính là cái localhost PHP MyAdmin này. Thì cái cơ sở dữ liệu nó lưu trữ dữ liệu này, bạn các bạn nhìn xem, nó lưu trữ dạng trông rất phức tạp. Sau này các bạn, trong các cái series tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái này sau. Nhưng khi ra ngoài thì bởi vì người dùng đâu có biết gì đâu ạ. Đó, các bạn nhìn xem, các người dùng như bình thường họ chỉ cần nhập bài rồi thêm bài rồi sửa bài các thứ là hoàn toàn có thể thay đổi được. Đó, thay đổi được text luôn đấy. Thì chính ngôn ngữ PHP là sinh ra để làm như thế này. Đó, chứ bây giờ nếu mà giả dụ như các bạn nghĩ mà xem, nếu tôi không có cơ sở dữ liệu, tôi không thay đổi được kiểu dạng như này, tôi không sửa được bằng giao diện trực quan như này thì làm sao mà bên này nó đổi được, đúng không ạ? Thì lúc đấy các bạn cứ phải nhờ kỹ thuật viên để can thiệp vào. Đấy, thì PHP nó sẽ làm nhiệm vụ đấy, nghĩa là nó sẽ cho phép bạn lưu vào cơ sở dữ liệu ở trong này. Đó, tôi lưu các bản ghi này và sẽ đưa ra ngoài này một cách đơn giản nhất. Thì tôi sẽ giải thích quy trình cụ thể như sau. Ở đây, khi người dùng người ta thao tác gõ lên trình duyệt một địa chỉ, ví dụ tôi có thể gõ lên đây là WordPress, hoặc tôi có thể kích vào một bài viết. Đó. Thì đây là người ta đang yêu cầu đến máy chủ một bài viết như này, là họ muốn vào cái bài là vì sao Bitcoin chưa dừng cơn điên, ví dụ thế đó. Thì khi trình duyệt mà bạn gõ vào thì trình duyệt sẽ gửi một thao tác, một cái request, một cái yêu cầu lên máy chủ. Đó, máy chủ sẽ sử dụng ngôn ngữ PHP để phân tích yêu cầu này và vào trong cơ sở dữ liệu lấy ra. Đó, thì ví dụ ở đây thì là khi mà họ ví dụ họ vào bài viết này của tôi chẳng hạn thế nhá. Đó, họ kích vào đây đúng không ạ? Vào bài viết này. Đó, thì tôi phải lên cái ngôn ngữ PHP, nó phải làm gì? Nó phải là a, ok, ông này ông đang cần bài viết là tôi phải trả giá đắt khi nghĩ cưới cho xong chuyện đây. Ok, thì vậy tôi phải vào đây. PHP nó sẽ làm, nó tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu này các cái bài viết mà nó có trùng khớp nội dung như này này. Đó. Xong rồi nó lấy trong cơ sở dữ liệu ra, xong rồi nó đưa ra cho máy chủ giả về cho người dùng một bài viết như này. Đó, thì như này. Sau khi mà PHP lên đến cơ sở dữ liệu để lấy dữ liệu thì PHP sẽ trả về cho máy chủ. À, máy chủ lúc này phân tích dữ liệu và biên dịch từ mã PHP đấy chuyển sang dạng HTML và trả về cho người dùng ở các trình duyệt. Đó. Thì đó chính là cái quá trình mà máy chủ PHP, máy chủ server đã biên dịch cái mã PHP này ra thành dạng HTML này để người dùng có thể đọc được, đúng không ạ? Đó.
Thì đơn giản là cái quy trình này nó cũng tương tự như vậy. Tôi có bài viết ở đây, xong rồi khi mà người dùng người ta đọc thì tôi sẽ lấy đó, tôi có bài viết ở đây, khi mà người dùng người ta đọc là cái bài tôi phải trả giá đắt khi nghĩ cưới cho xong chuyện ba này, thì là nó sẽ lấy ở trên cơ sở dữ liệu này và nó sẽ trả về cho người dùng. Thì quy trình đấy nó rất đơn giản như thế thôi. Thì các bạn có thể hiểu được rằng tại sao phải sinh ra ngôn ngữ PHP và tại sao là PHP giải quyết được cái vấn đề này đó. Thì ở trong cái phần này tôi giới thiệu cho các bạn để các bạn biết như vậy là cái cách thức mà PHP nó thao tác, nó PHP nó làm việc thì nó sẽ xử lý cái gì và nó làm như nào. Thì đấy là cái cơ bản để bạn hiểu được là tại sao phải sinh ra PHP và PHP nó hoạt động như thế. Thì trong các bài tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để cài đặt máy chủ ảo WAM server và có thể tiến hành viết một chương trình PHP đơn giản mà các bạn có thể ứng dụng ngay lập tức. Hy vọng rằng cái những bài viết này của tôi sẽ giúp các bạn có thể tiếp cận ngôn ngữ lập trình này một cách tốt hơn. Và cảm ơn các bạn rất nhiều và rất mong chờ là các bạn sẽ đón xem những clip tiếp theo của tôi. Xin cảm ơn.